Thưa bà Trung, Trung có muốn qua cái câu chuyện chia sẻ của Phát á, thì Trung có muốn chia sẻ gì thêm không? Dạ, thì bản thân anh Phát có thể nói cũng là một trong những cái nhân vật mà gọi là cũng đã từng sống, sinh sống trong cái giai đoạn đó. Và trong gia đình anh cũng có những người, đúng không ạ, những người, người cha, người chú, người bác, là cũng cả có những người tham gia chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, cả những người tham gia chính quyền Dân Chủ Việt Nam Cộng Hòa, hay còn gọi là tham gia quân đội cả hai bên, đúng không ạ? Thì cũng có những di chứng của chiến tranh để lại, thì có thể là có những cái thấu hiểu rất là rõ ràng về cái hậu quả của chiến tranh là do thực dân Pháp và đế quốc Mỹ mang đến cho người dân Việt Nam chúng ta. Và đó là coi em theo em nghĩ là lời chia sẻ hết sức là chân thành và xuất phát từ cái góc độ nhìn nhận của một cá nhân mà đã thực tế, đúng không ạ, đã thực tế để trải nghiệm chia sẻ lại để cho anh em chúng ta có thể thấu hiểu hơn một phần nào đó cái giá trị của hòa bình ngày hôm nay và những cái hy sinh mất mát của thế hệ cha anh chúng ta để giành lấy cái hòa bình độc lập cho dân tộc. Thì rất là rõ ràng, đồng thời qua đó thì em cũng nhận thấy được đó là gì, đó là bản thân những cái người mà luôn cho rằng là trước đây là một người có thể nuôi cả gia đình thì cái tiền thì cũng là do tiền Mỹ trả, đúng không ạ, người Mỹ trả, và anh cầm súng bắn vào đồng bào mình, đó coi như là một cái thành tích, đúng không ạ, cái thành tích để nhận tiền của tay xe của nước ngoài. Thì chúng ta có thể nó coi đó là những người mà lính đánh thuê, lính đánh thuê cầm súng bắn vào chính đồng bào mình. Thì cái điều này là một cái quá khứ, một giai đoạn lịch sử Việt Nam chúng ta. Và như lúc nãy em có nói, nếu như những người có nhận thức đó thì các anh nên hiểu đó là những cái giai đoạn quá khứ đen tối của lịch sử dân tộc. Đáng ra các anh phải cảm thấy hổ thẹn, đúng không ạ? Cảm thấy hổ thẹn, nhục nhã với cái giai đoạn lịch sử đó. Khi mà người dân chúng ta không được làm chủ mà trở thành những người cu ly, những người nô lệ. Và sinh mạng của những người dân Việt Nam chúng ta đó là nằm trong tay kẻ khác, có thể bị tước đoạt bất kỳ lúc nào, chứ đừng nói gì đến các vấn đề khác. Thì cái điều đó nếu như các anh có nhận thức đúng đắn, có cái suy nghĩ, đúng không ạ, vì quê hương, vì đất nước, vì dân tộc, thì bây giờ các anh phải là những người ở các nước đó, phải là những người vun đắp và xây dựng, vun đắp cái tình đoàn kết dân tộc và tham gia đóng góp xây dựng phát triển đất nước. Chứ không phải là các anh ngồi các anh đọc báo tin tức về Việt Nam do chính phủ Việt Nam công bố ra những cái vấn đề này vấn đề kia để các anh bới móc, các anh bóp méo, các anh xuyên tạc, đúng không ạ? Cái điều này nó thể hiện rất là rõ ràng thôi. Và đồng thời nữa đó thì như lúc nãy anh có chia sẻ thì em cũng đánh giá một chút lại một chút cái về cái đối tượng của nhân vật Bạch Hồng Quyền. Thì rất rõ ràng, nếu mà nói mà không biết Đại sứ quán Việt Nam ở đâu đó là điều hết sức vô lý, đúng không ạ, hết sức là vô lý. Bởi vì nếu mà chúng ta muốn tìm Đại sứ quán Việt Nam nằm ở đâu ở đất nước Canada thì nó rất là đơn giản, không riêng Canada mà các nước khác. Ở Canada thì nằm ở 55 Mackay, đúng không ạ, Ottawa, và có số điện thoại, có đường dây nóng, thậm chí có cả fax, rồi có cả địa chỉ thư điện tử, đúng không ạ. Thì chúng ta chỉ lên Google chúng ta gõ một cái rất đơn giản Đại sứ quán Việt Nam ở Canada hiện ra ngay lập tức. Thì cái điều này em thấy rất là vô lý, thế nên mọi người cũng hết sức cảnh giác, đúng không ạ? Và cái bài chia sẻ với nhân vật này thì chúng ta vào trang cá nhân chúng ta thấy cái tư tưởng của hắn ta như thế nào sau khi sang Canada, đúng không ạ? Và chúng ta không vội đánh giá một con người qua một bài viết, nhưng thực tế nó là cái nội dung hắn đưa lên có thể là chính xác. Sang đó công việc có thể vất vả thì rất rõ ràng đó là gì, anh đi đâu làm gì thì anh cũng sống ở đâu thì anh phải làm, chứ không ai cho không ai cả. Nếu mà không nếu mà cho không đó thì nước Mỹ người ta đã không có 600.000 người vô gia cư, khoảng tầm đó nước Mỹ người ta không có tầm đó người vô gia cư đâu. Thế nên là về góc độ nào đi chăng nữa đó thì nhân vật Bạch Hồng Quyền này nữa cộng với lại nấm mốc hay là gốc cơ mẹ nấm đấy, rồi là
Nga phủ lý, thì chúng ta tổng hợp là chúng ta sẽ thấy được rằng tất cả những cái bánh vẽ mà các cái đối tượng á nó vẽ ra nó rụ rỗ đúng không ạ, người dân trong nước là hoàn toàn là chỉ là ảo tưởng thôi, nó không có thật. Thế thì mọi người cần phải so sánh và đối chiếu để có được những cái ánh nhìn nó khách quan hơn. Đấy, chứ còn khi mọi người đã tin vào rồi, đã vướng vào vòng lao lý hoặc là phải trốn chui trốn nhủi vượt biên rồi chờ mãi, có đâu phải đối tượng nào cũng đã được các thành phần đấy người ta đưa đi đâu đúng không ạ. Thế thì cuộc sống như thế nào thì nó là một, có thể nói là một cái thời gian trải nghiệm có thể nói là cực kỳ khó khăn, và lúc đó mọi người có hối hận cũng không còn kịp nữa. Rất rõ ràng là như vậy. Và cái góc độ cuối cùng đó, cái nội dung cuối cùng ngày hôm nay thì em muốn chia sẻ đó là gì? Có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất thì như lúc đầu là anh có chia sẻ về một cái nhân vật mà được Nguyễn Hữu Chánh đúng không ạ, được Nguyễn Hữu Chánh mà dựng lên là cho rằng là phó đề đốc cái gì hải quân Mỹ đấy, mà sau này bị chính phủ Mỹ người ta bắt đấy đúng không ạ. Thì chúng ta thấy rất rõ ràng, nếu mà mọi người mà theo dõi đó mà có quan tâm thì mọi người sẽ nhìn một cái là sẽ hiểu ngay, đó là mọi người có thấy bao giờ các cái tướng tá, thậm chí kể cả bộ trưởng bộ quốc phòng của Mỹ có bao giờ người ta phát biểu những vấn đề liên quan đến chính trị không ạ? Mọi người có thể thử để ý xem, không bao giờ có đâu. Thế nên tại sao chúng ta theo dõi, tại sao nhé, những cái thành phần như thằng thằng Xin Lê đấy, Xin Lê đấy, Son Lê đó, bây giờ mà nó hay lên kênh YouTube với Facebook nó chửi nhà nước Việt Nam đấy. Cái tại sao ngày xưa nó ở trong quân đội Mỹ nó không lên nó chửi đi, đúng không ạ? Đúng rồi. Mà bây giờ nó về rồi, nó về về làm YouTube kiếm cơm mà. Thế là bản thân nó thì ở Mỹ nó cứ khoe là lương hưu đủ sống, lương hưu đủ sống thì lập kênh YouTube kiếm tiền làm cái gì, mở kênh Facebook ra để xin tặng sao tặng quà làm cái gì. Chúng ta thấy nó rất là rõ ràng thôi. Và mới đây nhất là cái ông tướng ba sao gì đó nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tham gia đó, mà có bình luận liên quan đến góc độ chính trị, mà nó có liên quan đến cái bà đệ nhất phu nhân của Mỹ đấy, là ngay lập tức bị người ta đình chỉ ngay đúng không ạ, và người ta đã có đính chính ở trong đó rồi. Và đây là một trong những trường hợp gọi là hiếm trong làng quân sự Mỹ khi có những cái ý kiến liên quan đến vấn đề chính trị của Mỹ. Đấy, mọi người hiểu theo dõi là sẽ thấy ngay cái điều này. Thế nên là cũng chả hiểu là nhận thức của các cu và các cụ ở bên đấy thế nào đúng không ạ, để chúng ta có thể nói trao đổi là như thế. Thế mà để cho một cái thằng nó lên nó bịp bợm thế mà cũng ngồi dưới là nghe có vẻ cũng sướng, nó vỗ tay ầm ầm đúng không ạ. Thì Mà không khỏe biết là bạn sau thuế. đấy thì không biết là sau khi bị lừa thì cảm giác nó như thế nào đấy, không biết là bị lừa mấy lần rồi mà không biết là có sáng mắt ra được hay không. Đấy, lâu lâu rồi thấy một thằng nó mặc đồ đeo một đống sao rồi một đống huân huy chương nó lên, bắt đầu nó phát biểu là các cu các cụ ở dưới này sáng mắt ra này vỗ tay rầm 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 đúng không ạ. Mà đơn giản thôi, gần đây chúng ta theo dõi chúng ta thấy cái trường hợp Lương Xuân Việt thôi đúng không ạ. Lương Xuân Việt cũng trước đây cũng là tướng của Mỹ, có bao giờ phát biểu này phát biểu kia gì đâu, bây giờ về là cũng đi theo đúng không ạ. Mục đích ý đồ thì chúng ta cũng đã có những cái buổi trao đổi tìm hiểu, thì cũng có thể là vì một vài cái vấn đề có thể là tiến tới là tranh cử chẳng hạn, dân biểu dân bẽo rồi đấy chẳng hạn, hoặc nghị viên nghị veo chẳng hạn, thì ở cái cộng đồng đấy là muốn kiếm thì cũng phải theo cái bài đấy thôi. Thế tại sao trước đây đang có uy lực như thế, tướng tá to đùng như thế thì sao không không mạnh mồm lên, sao không danh Hoài ý dự được không trách nhiệm lên đúng không? à, cảm thấy hoài ý Đấy. Rồi bây giờ về nghỉ hưu rồi còn cái vẹo gì nữa, mà trong khi đấy nếu mà chính xác là chúng ta theo dõi chúng ta biết đó là con đường con đang rộng mở đúng không. Nói thẳng ra là chúng ta nhìn lại chúng ta thấy nói chính xác đó là cộng đồng người Việt của ta đó, ở riêng ở Mỹ đó, thì chúng ta thấy là cái việc mà phân biệt chủng tộc hay là các thứ đó thì rất rõ ràng. Chúng ta theo dõi chúng ta thấy thôi. Thế thì Mỹ là một quốc gia người ta gọi là hợp chủng quốc mà. Thế cái vấn đề mà người ta tận dụng những cái người mà có tài đi, chúng ta có nói là có tài hoặc là có năng khiếu ở một cái lĩnh vực nào đó hoặc là
có kiến thức ở một lĩnh vực nào đó, chuyện nó hết sức bình thường. Nhưng mà chúng ta theo dõi chúng ta thấy, ngay kể cả ngày xưa là những người đã từng làm tổng thống như Nguyễn Văn Thiệu, phó tổng thống như Nguyễn Cao Kỳ, và một mớ tướng tá của Việt Nam Cộng Hòa, sau khi đu càng xong cái đấy thì Mỹ người ta có tận dụng ai không? Đúng ạ, nó rất rõ ràng có tận dụng ai đâu. Thế thì cái trường hợp của Lương Xuân Việt cũng vậy thôi, người ta tận dụng đến đấy là hết giá trị lợi dụng thì về. Chứ còn chính xác ta thì chưa đến tuổi để về, và tương lai đang còn rộng mở lắm nếu như là một người khác. Đấy, một người khác. Thế nên là phải hiểu rõ ràng là gì, cái vị trí, đúng không ạ, cái vị trí của mình đó là trong con mắt người Mỹ đó, khi các anh ở tha hương cầu thực ở bên đó đó, nó nằm ở vị trí nào. Đấy, thì các anh cũng nên ngồi lại và nhận thức lại cho nó rõ. Đừng có đi lòe bịp thiên hạ, cứ nghĩ là người dân trong nước không biết gì, nói gì cũng được, đúng không ạ? Lương Xuân Việt trước đây là tướng của Mỹ, đang còn chỉ huy bao nhiêu quân, bao nhiêu tàu đấy, mà lên phát biểu tổ quốc danh dự trách nhiệm đấy, có khi là còn có người người ta còn tin ít tin nhiều. Chứ bây giờ về làm phó thường dân, có là về thành dân đen ở Mỹ rồi thì có cái giá trị gì lên phát biểu để làm cái gì? Mà người ta lại đánh giá thêm ra về góc độ nhận thức. Cứ tưởng tướng của Mỹ thế nào chứ hóa ra cũng ngang hàng với mấy cái tay các cu các cụ ở bên đấy cả thôi, chứ cũng chả hơn được bao nhiêu, đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy, chúng ta thấy rất là rõ ràng, và chúng ta thấy hơi là buồn. Buồn ở chỗ là về góc độ nào đi chăng nữa thì em vẫn đánh giá là cũng là ít nhất cũng là những người là có gốc Việt, và đặc biệt là biết nói tiếng Việt. Thế thì đi bao nhiêu năm như thế rồi, đấy, cũng chống bao nhiêu năm như thế rồi. Thế những cái người mà trước đây đó, người ta tham gia cái lực lượng Việt Nam Cộng Hòa đó, người ta chống là đã đành. Thì thôi, thì những người đó người ta chống là chống từ trước rồi, cầm súng trên chiến trường rồi, sau đó người ta chạy, sau đó người ta chống tiếp, thì chúng ta không đề cập đến làm cái gì. Và các anh có tin tưởng theo những cái thành phần đấy nó nửa bịp đó, thì chúng ta cũng đánh giá một phần thôi. Nhưng hiện nay những cái thành phần như Sơn Lê, Trương Quốc Huy, bé này Trương, Tân Thái, Ngô Kỷ, rồi cái gì? Nhiều, rất nhiều, đúng không ạ? Rồi sau này nữa là có gì? Mẹ Nấm, rồi Phạm Thị Nga, Nga Phủ Lý đó, Trần Thị Nga, Nga Phủ Lý, Hải Điếu Cày. Rồi những cái thành phần khác thì nó liên quan quái đến Việt Nam Cộng Hòa, các ông cũng nhảy vào, các ông tin nó, đúng không? Thế có phải là nó lấy các ông ta làm gì? Làm công cụ kiếm tiền thôi. Các cu, các cụ ở bên đấy nên nhớ là như vậy. Đấy, cũng chỉ là công cụ kiếm tiền cho những cái thành phần đấy thôi, chứ cũng chả giải quyết vấn đề gì cả. Đó là cái góc độ mà vấn đề thứ nhất. Đấy, vấn đề thứ hai đó. Thì em có theo dõi. Cái này thì em cũng muốn tham khảo ý kiến của anh xem nó có phù hợp hay không. Và cũng muốn qua cái buổi live để trao đổi, để biết đâu những anh bên kia thế giới anh nghe được thì anh cũng có những cái hồi đáp, để làm sao mà em có thể mở mang được cái tầm mắt cho một tí. Dạo này ăn kém